Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn số 490 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 tại nơi làm việc. Ngoài các nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh chân tay sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Khuyến cáo còn chỉ rõ người lao động cần duy trì các thói quen tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, nâng cao thể trạng. Nội dung cụ thể được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Khuyến cáo đối với người lao động Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hát hơi bằng khỉu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa can làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống học vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. Khuyến cáo đối với người sử dụng lao động Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất là 60% cồn. Duy trì vệ sinh sạch sẽ thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt, các đồ vật tại nơi làm việc có thể có virus như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc có quy định và hướng dẫn người lao động tự bảo vệ mình, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh nếu được. Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành dịch vụ, vân vân, tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và hướng dẫn việc sử dụng khẩu trang đúng cách cho người lao động và cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện ngay cách ly, đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương thông thường qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095. Những bí quyết để bảo vệ hệ miễn dịch, thông tin theo trường y Harvard. Không hút thuốc lá, có một chế độ ăn uống nhiều trái cây và rau quả, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh, nếu uống rượu chỉ uống chừng mực, ngủ đủ giấc, tránh nhiễm khuẩn như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn và nấu thịt chín kỹ, cố gắng giảm thiểu căng thẳng. Những cách đơn giản tăng cường sức khỏe cho dân văn phòng. Theo thông tin trên trang vnexpress.net thì dân văn phòng ngoài việc hoàn thành tốt công việc nên chủ động chăm sóc sức khỏe bằng các cách như sau. Tăng cường vận động, mỗi ngày bạn cần dành 7 đến 10 phút để vận động, co duỗi tay chân và tránh ngồi quá lâu tại bàn làm việc. Vận động nhẹ nhàng giúp khớp gối cũng như cột sống của bạn được bôi trơn, tránh dẫn đến các bệnh về xương khớp. Ngủ nghỉ hợp lý Cố gắng đủ 8 tiếng mỗi ngày dành cho việc ngủ và tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi để giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng, duy trì sự tập trung cho cả ngày dài. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, chú ý khẩu phần ăn hàng ngày có đầy đủ các nhóm chất gồm bột đường, đạm, béo và rau củ quả. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai là những thông tin về những phần mềm ứng dụng để cập nhật thông tin hỏi đáp 24 trên 24 giờ về dịch bệnh COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.